Một con trồn bạc má rất là đẹp luôn anh em ạ. Hôm nay đi thăm bẫy thì mới vào mấy chiếc bẫy đầu tiên thì đã có hàng rồi. Mấy lần trước thì chuột không là chuột, nhưng mà bọn chuột nó phải ăn trước hết loạt chuột thì mới đến được những cái con trồn. Rừng này thì có bạc má này, có hương này, hôm bữa còn dính cả gà rừng cơ. Ngoài ra còn có nhím đấy, nhưng mà nhím thì nó rất là khôn, nó ngửi thấy mùi người là không bao giờ nó đi đến những cái chỗ em qua đâu. Đấy, con bạc má đây rất là đẹp. Con này có một cái mùi hôi đặc trưng luôn. Mà vừa nãy đi cách mấy chục mét, cái gió mùa khô này nó đưa cái mùi xộc vào mũi là biết là kiểu gì cũng dính rồi. Kiểu gì cũng dính rồi, đi đến đây là y như ràng luôn, có hàng, lên hàng trống móm luôn.